ba ngày sau đám tà thần đã đi đến hắc sơn tông thần đồ thông báo đến rồi ở phía dưới đều là sinh linh phạm phải đại kỵ nên đã bị đuổi ra khỏi tộc quần hoặc là bị truy sát tà thần thắc mắc chạy an lạc người cực kỳ hung ác thần đồ xác nhận gần như vậy không chỉ là người chỉ cần có bản lĩnh ai cũng đều có thể ở lại nơi này tà thần liền hỏi vì thế thí luyện cho ta là thần đồ đáp giết kim giáp ma xà ma xà đã từng đại náo thái nhất thiên cung bị thiên cung làm cho bị thương nặng trốn ở trong hắc sơn tông vảy của nó là vật liệu tốt có thể dùng để tăng cường thân xác của ngươi ngươi tìm thấy và giết nó sau đó giao lại cho ta luyện chế tà thần thắc mắc nơi này vẫn không nhỏ nó có thể trốn ở đâu được chứ thần đầu chép miệng không biết nó dùng hình người để trốn còn đặc biệt theo đuổi kích thích thích khiêu chiến chúc ngươi may mắn tà thần bực tức nói thầm hừ trên người của nữ nhân này là mùi của người chết thối giữa còn thích nói một nửa giấu một nửa thế là tà thần cứ thể nhảy xuống dưới trong lòng hắn nghĩ thích kích thích nếu như đem bọn nó giết sạch ma xà sẽ không trốn nữa đúng không đang trong lúc suy nghĩ thì một hòn đá ném vào đầu hắn một con thần lằn lên tiếng hỏi này người mới tới quy tắc của hắc sơn tông vẫn không biết đúng không trước tiên đưa ra thần tinh xoẹt 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 kiếm quang lóe lên mấy con thần lằn xung quanh đều bị cắt ra thành nhiều khúc tà thần trắng ghét nói là các ngươi tự nguyện lên đây tìm chết trước các vị trên người của ta có một nghìn vạn thần tinh có muốn không chỉ cần giết ta trước mấy con khỉ nghe thấy liền hỏi tiểu tử nhân tộc này bị điên rồi sao một con khác tỏ ra thèm thuồng quản hắn làm gì da thịt mềm rất ngon lên thế là cả bọn hùng hổ xông lên tà thần vung kiếm chém ra liên tiếp mấy đường kiếm quang rồi hét lên cùng nhau xông lên thì đúng rồi năng lượng dùng đạo bên trên hắc thuyền thần đồ khen ngợi chiêu này cũng khá thông minh đấy trúc mặc thắc mắc cũng đánh được một khoảng thời gian rồi ngươi vẫn muốn xem sao thần đồ giải thích dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm chi bằng cứ xem một chút thấy ngọn tháp nhỏ trên tay của thần đồ trúc mặc liền hỏi hum ngươi muốn dùng tháp linh lung thần đầu thả linh lung tháp xuống dưới rồi nói không sai có chuyện này ta vẫn muốn xác nhận lại một chút ba ngày sau tà thần lại chặt đôi một con cự viên xác của yêu thú đã chất lên thành đồng tà thần cảm thán có hơi mệt rồi còn có kẻ sống sót sao sao vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ma xà thế rồi hắn gào lên còn có con rắn gì nữa là làm rùa rụt cổ rồi sao kim giáp ma xà bước đến hỏi vị công tử đẹp trai này đang còn tìm ta sao tà thần liếc mắt nhìn kim giáp ma xà hỏi ngươi chính là ma xà ngược lại dáng vẻ còn đẹp hơn một chút so với ta nghĩ kim giác ma xà cười nhạt nhìn ngươi giết ba ngày đều đã bị ngươi làm u mê rồi thật ra ta sớm đã không nhịn được muốn trải nghiệm một chút cảm giác hủy hoại cường giả nói rồi cầm đinh ba lao vào xiên tà thần tà thần vội vã ngả người sang một bên tránh cú đâm này hắn cảm thán tốc độ nhanh thật thế rồi vung kiếm chém ra một chiêu năng lượng dung đạo kim giác ma xà cũng vung đinh ba của mình lên chém ra mấy nhát có giỏi thì đừng né ầm ầm hai cỗ lực lượng va vào nhau rồi nổ tung khói bụi bốc lên mù mịt tà thần ngạc nhiên hỏi đi đâu rồi bất ngờ kim giáp ma xà xuất hiện phía sau tấn công tà thần tà thần vội vàng đưa trường kiếm lên chặn lại cả hai đứa đều hét lên chịu chết đi âm một tiếng vang lên kim giáp ma xà đã bị chấn bay lớp da trên người ả à ta đã bị nứt hết ra ả à ta cười mỉa mai ha ha lớp da của nhân tộc vẫn là không trọng dụng thế rồi ả à ta biến thành chân thân của mình nói lại lần nữa tà thần cười nhạt ha ha bộ dạng này của ngươi không đẹp bằng vừa nãy thế rồi hắn vung kiếm chém ra liên tiếp mấy lần âm 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 tất cả đòn đánh đều trúng vào kim giáp ma xà nhưng không hề có chút tổn thương nào kim giáp ma xà cười nhạt ha 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 chỉ dựa vào chút năng lượng dung đạo này của ngươi loài người vô tri chúc mặc bên trên theo dõi trận chiến cảm thán ma xà này năm đó thiên cung đã dùng không ít nhân tài mới đem nó đánh lui được tà thần bên này biết mình đã hóc phải cục xương to vảy của nó quả thật là vô cùng kiên cố còn có thể ra tay được từ chỗ nào đây đến khi nhìn lại một lần nữa tà thần đã phát hiện ra điểm quan trọng đúng rồi mắt cơ hội tốt hắn nhân lúc kim giáp ma xà lao đến vội vàng nhảy lên thấy vị trí công kích thuận lợi tà thần vung kiếm ra đâm tới nhưng chỉ nghe keng một tiếng thanh kiếm bị dội ngược ra tà thần kinh ngạc hỏi âm thanh gì vậy là tín vật bỉ ngạn kim giáp ma xà khinh bỉ nói ngu xuẩn đến ngay cả ngươi đều nghĩ xe công kích mắt sao ta có thể không biết điểm yếu này chứ Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!